Rồi mình xin chào quý vị và các bạn, xin chào cả nhà mình. Trước hết thì xin chúc cả nhà mình ngày mới sức khỏe, ngày mới an lành hạnh phúc cho cả nhà mình. Và hiện giờ mình đang đứng ở chùa Thiên Linh nè, cả nhà mình thấy chùa Thiên Linh là chùa này là hỗ trợ với lại bạn Hằng ở chợ Thế An là chủ trì có cái chuyến đi này, nấu 1.400 suất bún chả giò để đưa lên bệnh viện tâm thần cho các bệnh nhân trên đó. Thì trong cái clip này mình xin nói với cả nhà mình đó là mình có 3 khán giả trong kênh của mình hỗ trợ cho chuyến đi này như sau, thì mình xin trình bày ha. Thì trước hết thì em xin cảm ơn một người chị ở Mỹ, xin giấu tên, chuyển về gửi về cho em 2 triệu đồng, chia sẻ yêu thương trong chuyến đi này. Và bạn Đức Vương xin cũng ở Mỹ luôn, xin gửi về cho mình là 100 đô Mỹ cho chuyến chia sẻ yêu thương này luôn. Và một khán giả trong kênh xin với mình đó là bằng chú. Thì bây giờ là chú xin nói cháu như vậy. Chú thì nói thật sự với cháu thông cảm cho chú là chú đọc tên cháu không có được, nhưng mà là chú biết đó là ơn trên sẽ hiểu là chú đang nói ai. Thì chú xin nhận đã nhận được của cháu là 100 đô Canada từ Sơn Quỳnh chuyển qua. Thì tổng cộng cái số tiền của cả nhà mình chia sẻ chuyến yêu thương này là mình xin nhắc lại là một người chị ở Mỹ là gửi về 2 triệu đồng, xin dấu tên, và bạn Đức Vương gửi về 100 đô Mỹ cũng chia sẻ trong chuyến yêu thương này luôn. Và một người, một khán giả trong kênh mình là tự xưng là cháu, thì gửi về ở Canada đó, thì gửi về cho mình đó là 100 đô Canada chia sẻ chuyến yêu thương này. Thì hôm nay mình đã đến đây thì mình xin quay lại những cái chi tiết làm vô 1.500 hộp, 1.400 hộp bánh ướt như thế nào hả cả nhà ha. Thì cả nhà mình biết là 1.400 hộp bánh nước đó thì rất là nhiều, cần rất là nhiều người làm. Thì bạn Hằng đã nhờ cái chùa này là hỗ trợ với bạn. Thì cả nhà mình nhìn thấy nè, đó ở đây là dưa giá, rồi rau. Thì còn bên đây là đang xin lặt rau. Bây giờ mình xin quay lại chi tiết cho cả nhà mình xem ha. Nếu mà mình ăn nói thì hơi dở, có gì thì xin cả nhà mình bỏ qua cho mình nha. Đây là lá quế nè cả nhà mình ha, quế nói chung là rau đó, rồi dưa leo đã rửa sạch. Thì chùa, ở chùa làm này cả nhà mình tin tưởng ha, rất là kỹ và rất là sạch sẽ, rửa 3 nước cả nhà ha, một thao qua đó, rồi cái qua thao nước sạch bên đây, rồi qua thao bên đây nữa là mới chắc ra, có nghĩa là phải hợp vệ sinh. Ở đây là khâu lặt rau ha cả nhà mình, đây là khâu lặt rau, cũng là rau luôn. Thì cả nhà mình biết là 1.400 phần thì cần rất là nhiều. Dạ đi đi chị. Dạ. Dạ em cảm ơn chị. Dạ. Dạ ở đây là mấy chị mấy cô đang hỗ trợ. Dạ dạ con chào. Đang phụ lặt rau á cả nhà ha. Dạ. Dạ. Thấy chị dính miếng rau trên mặt kìa. Thấy chị dính miếng rau trên mặt. Dạ đó. Dạ để em xin quay lại chuyến sau, có gì em lên em làm tiếp. Dạ. Dạ 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 có. Dạ dạ. Còn ở đây là nước mắm đó cả nhà ha, nước mắm. Đây là nước mắm, nhưng mà ở chùa mình làm mình thấy rất là sạch sẽ và rất là chu đáo ngăn nắp ha cả nhà ha. 1.400 bịch nước mắm đó cả nhà, tiếp không.
mình chả giò nè cả nhà mình, đang các sư đang chiên ở dưới bếp á, thì mình bưng lên được một ao, đang là chiên tấp nập luôn, nhiều bếp chiên luôn á cả nhà. Đến tí xíu nữa mình xuống mình quay cho cả nhà mình xem dưới bếp. Con này vào dưới trước. Dạ. Con dâu 8 tuổi đây. Dạ, cô dâu 8 tuổi. Đây, cô dâu 8 tuổi này cả nhà mình. mấy cô vui quá. Cả nhà mình thấy cái bàn bào này của mà ở đây của mình Việt Nam mình hay không nè. Đó. Tuổi là 80 rồi nha. Dạ. Đó, này là U80 nhưng mà bầu là có 8 tuổi thôi. Dạ. Đó, bàn bào dưa á cả nhà ha. Cả nhà mình biết tới 1.000+ phần là đâm ra rất là nhiều. À mình xin lỗi cả nhà, mình hồi nãy mình nói là bánh ướt nhưng mà cái là bún. Dạ, bún chả giò chứ không phải bánh ướt cả nhà ha. Ngày hôm qua Hằng nói với mình là bánh ướt, mình cứ nghe nói vậy mình nói bánh ướt chứ thật sự là bún chả giò. Có ăn Việt Nam. Dạ. Cả nhà mình thấy bún à. Bún đã tập trung là về hết rồi ha cả nhà ha. Bây giờ là chuẩn bị ấy để vô phần. Đây là bún ha cả nhà mình. À, ngày qua nghe nói bánh ướt thì tưởng là bánh ướt nhưng mà sáng ngày là lên là thấy bún. Là bún chả giò. Rất là nhiều ha cả nhà ha. Cái này là ra phần nữa cả nhà mình. Nó ra một chả ram, chả ram đây thì là gọi chả giò. Dạ. Cái này kêu bằng chả ram. Đó, cũng là có miếng á, miếng cái chả ram, miếng cái chả giò. Dạ, như vậy là sư giải thích cho mình, có chỗ thì kêu là chả ram, có chỗ kêu bằng chả giò, cũng là một. Rồi một phần cái này. Dạ. Cái này là chả giò. Đây cũng là bún nữa cả nhà ha. Có nghĩa là hai bàn trước cho bàn này nữa là ba bàn bún không á cả nhà. Ở đây chiên ra được một thau nữa là cả nhà. Cái này là củ cải rồi cái gì là củ cải đỏ, củ cải trắng bào ra cả nhà ha. Bào ra mình thấy hai ba thau nước mắm mình quải luôn. Đây hai thau, còn trước một thau nữa, ba thau. Bún chả giò thì phải có đậu phộng. Đây thau nước mắm nữa là ba thau. Cái này là của bên Mạnh Thường Quân mé bên chùa ủng hộ bánh ngọt lên cho bánh mì, ủng hộ bánh lên trên cho các bệnh nhân luôn ở nhà ha. Đây là 1.400 phần á. Đây là câu ra bún cả nhà mình. Sư chủ trì chùa này hết cả nhà ha, là sư đồng ý cho chị Hằng là hỗ trợ là bà sư phụ với lại là 1.400 phần là lên sức chùa. Dạ con cảm ơn sư rất là nhiều. À, sư chủ trì cùng con cũng học. À, được. Rồi một phần là gồm một miếng chả và lụa và hai món chả giò là bún và đồ là ghim rau rồi cả nhà ha. Đó là đây là một phần nha cả nhà ha. Thì ở đây là đang rất là tấp nập, tại thời gian không có chờ mình được, làm lẹ lắm nha cả nhà mình. Mỗi người mỗi khâu, nhiều có nghĩa là nhiều người làm phụ lắm cả nhà ha, rất là nhiều. Cả nhà mình thấy nè. Còn chiên chả giò là ở câu sau nữa nha cả nhà mình.
rất là nhiều nhiều người làm phụ với kẹp, chứ không thôi là không kẹp, tại không có làm trước được, làm trước được thì nó sẽ hư cả nhà. Làm xong là đi liền, mà làm trong buổi thôi, đâm ra là rất là nhiều nhiều người phụ. Rồi cả nhà mình thấy là thời gian cũng cạn dần rồi, hiện giờ là 10 giờ rồi mà còn rất là nhiều. Đâm ra sư mới vừa điện người đến phụ với sư ra cho kịp 1.400 phần. Hiện giờ theo mình thấy là mới ra được cái được chỗ đây, để mình lên mình hỏi một bịch như vậy là bao nhiêu hết cả nhà ha. Cả nhà mình thấy là mới ra được bao nhiêu đó mà không biết là một bịch nhiêu, để mình hỏi coi. Là còn rất là nhiều. Rồi sư mới điện mọi người lên Phật, cứ như là cái mạnh thường quân chung tay vô cho kịp, chứ thôi không kịp. Mỗi người mỗi tay mỗi việc cả nhà ha. Quá rồi. Ra được 400 phần rồi, còn 1.000 phần nữa cả nhà. 10 giờ rồi, ra được 400 phần rồi. 400 phần với lại trong đây thêm là 2 bịch nữa là 50 nữa là 450, còn là 950 nữa. 950 phần nữa. Rồi sư, con đổi sư đổi giùm con 3 triệu, cái này con 2.3 triệu hả sư ha. Cái này 700 nữa là 3 triệu, sư đổi giùm con 3 triệu tiền lẻ. Tiền 10.000 20 thì cũng được, con vô tổng con cho. Hôm nay được 2.3 ha. Dạ 2.3 10.000. Hôm qua đổi 2.3 10.000 rồi, với lại 700 nữa là 3 triệu sư ha. Sư đổi giùm con 3 triệu nha. Rồi xin chào cả nhà. Hiện giờ là 11 giờ rưỡi cả nhà ha, đói quá rồi. Đi quay phim thì vòng vòng giờ sư tặng cho một cô. Giờ sư tặng cho một tô ăn cái bắt đầu là chuẩn bị là rinh đồ ra xe cả nhà ha. Rinh đồ ra xe nhiều lắm, vừa bánh bún cái gì bún chả giò với lại nước uống nữa, đâm ra là ăn cái lấy sức rồi lên xe. Nó là phần ăn là cái này là của chùa, cái này là đồ chay cả nhà ha. Rồi, xin mời cả nhà nha, cả nhà thấy hấp dẫn không? Tương đối nhiều rồi cả nhà mình ha, cả nhà thấy ha, tương đối gần đủ rồi đó, cũng cần tới giờ rồi, rất nhiều nhưng mà cũng rồi mình xin chào cả nhà mình. Giờ để mình trình bày cái số tiền này ha cả nhà ha. Thì hồi sáng mình có phát trực tiếp ở chùa cả nhà, thì có bạn Phượng Thái, một khán giả trong kênh mình, đã nghe mình nói là các bệnh nhân nữ trong đây là xin ít tiền lẻ để là mua đồ dùng cá nhân giống như là băng vệ sinh. Thì bạn Phượng Thái đã nghe và hỗ trợ cho mình 3 triệu đồng. Thì mình xin vô phát để vô cho các bệnh nhân nữ mua đồ dùng cá nhân. Thì như vậy nè cả nhà, thì mình cũng có nói với bạn Phương Thái trong đây là cấm quay phim chụp hình, nhưng mà làm cái này mình phát lén thôi, mình không có ghi hình lại. Thì bạn Phương Thái đã nói là tin tưởng mình, thì giao nhiệm vụ cho mình, thì mình cố gắng mình phát lén để cho các bạn nữ trong đây để mua đồ hết nhà ha. Thì mình có đổi cho sư 3 triệu là sư đã đổi ra tiền lẻ đưa cho mình. Cái này là sư ghi rõ ràng nè, 1.050.000 tờ, còn cái này là 1.100.000 tờ, còn cái này là 1.000.000 mà không có ghi tờ được, và tại vì là hai loại tiền hết cả nhà ha, loại 50 với loại 20 với loại 10, thì sư không có ghi bao nhiêu tờ, nhưng mà tổng cộng là 3 triệu. Cái này là của bạn Phượng Thái nha cả nhà mình. Còn 2 triệu này là mình đã chuẩn bị trước, là ở nhà mình đã chuẩn bị trước, là 2 triệu này là của một người chị xin dấu tên ở Mỹ á,
là gửi về 2 triệu thì mình đã đổi ra tiền lẻ rồi. Thì 2 triệu này là mình cũng phát vô trong đó luôn. Nhưng mà cái này là có trước hết cả nhà ha. Còn cái này là phần của bạn Phượng Thái. Rồi vậy mình trình bày cả nhà rõ rồi ha. Thì tổng cộng số tiền này là được 5 triệu hết cả nhà ha. Tiền mình đã đổi ra tiền lẻ được 5 triệu đồng tiền lẻ. Bây giờ mình sẽ dồn qua, mình quyết định là mình phát cho mỗi một người là 20 ngàn. Thì bây giờ mình sẽ dồn cái tiền 20 ngàn và mình soạn ra 20 ngàn về một bên, 10 ngàn về một bên. Thì 10 ngàn mình đưa hai tờ. Nói vậy cả nhà mình trình bày rõ cả nhà ha. Giờ để mình sắp xếp cho gọn lại, hồi mình vô mình phát. Cả nhà mình cái nào mà mình có nói với cả nhà ha, mình quay lén được khúc nào thì mình quay, còn khúc nào mình không quay được thì thôi. Nhưng mà xin cả nhà mình tin tưởng mình ha. Chứ nếu mà mình chỉ quay, mình quay lén là mình quay từ cái khúc lưng quần của mình đã xuống á, là cái lúc mà mình, cái bàn tay của mình thòng xuống á, mình đưa khúc đó thôi, chứ mình không có quay mặt bệnh nhân nha cả nhà. Quay mặt bệnh nhân có nghĩa là mình quay máy lên trên á, người ta sẽ biết là cái tọa độ này ở đâu, giống như là nhìn thấy được là bệnh viện nào, hay là nhìn thấy được cái khoa nào, thì cái khoa đó sẽ bị la, đâm ra là mình quay ở dưới thôi. Thì nhưng mà không có quay hết nổi cả nhà. Nếu mà quay hết nổi cái này thì nó biết bao nhiêu dài, biết bao nhiêu. Thì xin cả nhà mình tin tưởng mình thôi ha cả nhà ha. Mỗi người mỗi tay mỗi việc. Thì như vậy thì mới chuẩn bị xong, mới kịp được cả nhà mình. Nếu mà cả nhà mình thấy, nếu mà hôm mà đơn vị cá nhân làm thì không thể nào có được cái đội quân giống vậy, hùng hậu giống vậy, phụ không thể làm được. Cả nhà mình thấy khâu thao tác chuẩn bị gần như đã hoàn thành. Bây giờ là chủ trì chùa đang mời các Phật tử và các cô, các chị em phụ ăn trưa để chuẩn bị là cắt hàng lên xe rồi chuyển đến bệnh viện tâm thần Biên Hòa Đồng Nai cả nhà ha. Đó, cả nhà mình thấy là mọi người ăn rất là vội vã. Chị này cũng đang ăn, cả nhà mình thấy ăn đứng ăn ngồi ăn vội vã để chuẩn bị để đi. Chứ thời gian giới hạn không có chờ mình được. Mình xin nhắc cả nhà mình ha, là làm gì làm là để khoảng cỡ 2 giờ là phải có mặt tại đó mới được. Chủ trì đang yêu cầu là chụp tấm hình làm lưu niệm. Chị em ở đây tranh thủ nhau để chụp tấm hình làm lưu niệm, cả nhà mình thấy nè, những phần quà đã vô bịch đã gần xong, chủ trì ở cái nhà ha. Tiếng đồng hồ nữa là bắt buộc phải đến nơi. Thì cả nhà mình thấy mọi người đang nhín thời gian, đang giúp dành thời gian để kịp lên đường ha nhà ha. Thôi là các chuẩn bị đã gần như là hoàn thành, còn không bao nhiêu phần nữa là hết. Rồi xe
xe bây giờ đã đến nơi, mọi người đang cho hàng lên xe để chở đi cả nhà ha, đang là vội vã. Mình thật ra mình có muốn phụ lắm cả nhà, mình có muốn sắp phụ nhưng mà mình đang mắc coi phim cho cả nhà xem thì xin cả nhà thông cảm ha, chứ không phải là mình phụ. Đang cắt hàng lên xe cả nhà ha. Rất giả cả nhà, tất cả là tình thương mới làm được nha cả nhà ha. Rất là phụ nha cả nhà ha. Rồi cả nhà mình thấy khâu thao tác mà chuẩn bị tại chùa đã hoàn thành hả cả nhà ha. Bây giờ là 12:15 nè, cả nhà mình thấy là không còn nữa thì đã xách lên xe hết rồi cả nhà ha. Rồi đã tất cả những hàng hóa đã xách lên xe xong rồi, giờ là chuẩn bị là di chuyển lên bệnh viện tâm thần Biên Hòa Đồng Nai nha cả nhà. Rồi vậy mình cũng xin kết thúc video clip phần 1 ở đây ha cả nhà ha. Mời cả nhà mình đón xem video clip phần 2 kế tiếp là phát quà tại bệnh viện Biên Hòa Đồng Nai nha cả nhà. Vậy mình xin chào tạm biệt cả nhà ha. Hẹn cả nhà mình trong video clip tiếp theo tập 2 tại bệnh viện Biên Hòa nha cả nhà ơi. Chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo.